Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước á, ở tiết 1 của cái bài số 4 số phần tử của một tập hợp với lại tập hợp con về phần lý thuyết thì thầy đã quay xong cho các em rồi. Cũng như là phần sách giáo khoa và sách bài tập thì đã có sẵn rồi, các em cứ vào kênh để mà xem nha. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở các cái bài 20, 21 và 22. Còn bắt đầu từ bài 23, 24, 25 thì thầy sẽ up ở trên kênh không công khai. Bạn nào đã đăng ký khóa học online sách bài tập thì chắc chắn đã biết cái kênh đấy rồi. Và kênh đấy là chỉ có một mình thầy có thể chia sẻ các em xem thôi, chứ không các em tìm sẽ không bao giờ ra ở trên YouTube được các em, được chưa nào? Tại vì thầy đang cài đặt là ở chế độ không công khai các em ạ, được chưa? Nên bắt buộc chúng ta phải đăng ký vào khóa học online thì các em nhận đầy đủ đường link của thầy, các em thông cảm nha. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi sang bài 20 em. Cho hai tập hợp, tập hợp M 0, 2, 4 cho tới 100. Tập hợp Q là x thuộc n sao, x là số chẵn và x nhỏ hơn 100. Đó nè. Câu A. Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? Nghe thầy nói một chút này, thầy giảng một chút ở chỗ đây một xíu nha. Các em để ý thầy là ở đây là cái tập hợp M. Cái tập hợp M ở đây là 0 2 4 6 8 gì đó cho tới 100. Nghĩa ở đây đây chính là số gì các em? À, số chẵn. Cứ từ 0 2 4 như vậy nó cách bao nhiêu đơn vị? Hai đơn vị. Ở đây nó không phải, đây là các số chẵn liên tiếp chứ nó không phải là các số liên tiếp. Nếu các số liên tiếp là 0 1 2 3 4 5 6 người ta gọi là số liên tiếp. Các em hiểu nào? Đây là các số chẵn liên tiếp. Như vậy thì gặp cái trường hợp này này, các em lưu ý này. Để tính được cái số phần tử của nó nha, các em sẽ lấy số cuối này, các em có phương pháp như này. Lấy số cuối trừ cho số đầu nha. Tại vì khoảng cách của nó bao nhiêu đơn vị em? Nếu như mà khoảng cách của nó 3 đơn vị thì anh sẽ chia 3. Nhưng khoảng cách ở đây nó có 2 đơn vị thôi, nên là chúng ta sẽ chia 2 và cộng thêm 1. Nhớ giùm thầy phương pháp nha. Nhớ này. Số lẻ mà em, ví dụ như là 1 3 5 1 3 5 7 9 gì đó. Thì ví dụ nó cách 2 đơn vị thì em sẽ lấy số cuối á, số cuối đây gọi là số cuối này. Số cuối của tập hợp trừ cho số đầu của tập hợp, chia cho mấy? Chia cho 2, tại vì ở đây là khoảng cách là 2 đơn vị. Cho ví dụ như người ta cho là 0 này, 3 này, 6 này, 9 này, 12 này, ví dụ nó cách 3 đơn vị thì chúng ta phải chia cho 3 và cộng thêm cho 1. Nhớ giùm thầy như vậy nhé. Ok. Rồi, như vậy thì ở đây các em ghi giùm thầy là số phần tử của tập hợp M là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ bằng là gì? Các em sẽ lấy số cuối này trừ cho số đầu là 0. Các em sẽ chia cho mấy? Chia cho 2 và cộng thêm 1. Như vậy ở đây 100 trừ 0 là 100, chia 2 là bằng 50 cộng 1. Như vậy là đã bằng là 51 phần tử em. Các em hiểu nào? Nhưng mà nếu như ở trường hợp này này, các em nhớ này, nó là số tự nhiên liên tiếp, ví dụ như là 0, 1, 2, 3, 4 như đó, thì các em không chia 2. Ví dụ ở đây thầy nói cái bài tập hợp M đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho tới 100 đúng không? Thì các em chỉ việc lấy 100 trừ cho 0 cộng 1 thôi, nghĩa là nó sẽ bằng 101 phần tử. Nhưng mà ở đây nó cách nhau 2 đơn vị thì chúng ta phải chia 2. Nhớ cho thầy nha. Những cái bài ở trong sách giáo khoa và sách bài tập, những cái dạng này thầy đã làm rất là nhiều, nên là các em cứ thế mà làm theo, được chưa? Rồi, cái tập hợp Q. Bây giờ ở đây á, nó đang biểu thị gì? Chỉ ra cái tính chất đặc trưng của tập hợp. Thầy sẽ biểu thị lại cái tập hợp này dưới dạng là liệt kê. Tập hợp Q này, x thuộc n sao, chứng tỏ nó có lấy số 0 không? Nếu mà x thuộc n sao nghĩa là gì? Nó khác số 0, nghĩa là bắt đầu từ số 1 là cái thứ nhất. X là số chẵn. Như vậy x là số chẵn thì x có lấy được số 1 không? Không lấy được. Mà nó phải bắt đầu là từ số mấy? Số 2 này, số 4 này, số 6, vân vân. Vân vân. Có đúng không nào? Mà x nhỏ hơn 100 chứng tỏ là bắt đầu là chúng ta tính là 99, nhưng mà ở đây là số chẵn nên là nó chỉ là tới 90 98. Các em hiểu chưa nào? Như vậy số cuối của chúng ta đây là 98 và số đầu của chúng ta là số 2, và ở đây là cũng là cách nhau mấy đơn vị? 2 đơn vị. Nên là chúng ta sẽ chia cho 2 và cộng 1, được chưa? Như vậy thì ở đây các em ghi giùm thầy là cái số phần tử
của cái tập hợp Q ha, số phần tử của tập hợp Q là như vậy, nó sẽ bằng là gì? 98 trừ cho 2, có đúng không? 98 trừ cho 2, sau đó các em sẽ chia cho 2 và cộng cho 1. Như vậy thì thực hiện phép tính thì các em lấy 98 mà trừ cho 2 thì ra được 90. 16 chia cho 2 cộng 1, đúng chưa? Như vậy thì 96 chia 2 thì bằng 40. 48 cộng cho 1 thì bằng 49 phần tử. Như vậy thì tập hợp M sẽ có là 51 phần tử. Tập hợp Q này có 49 phần tử, được chưa? Nhìn ở đây, dùng ký hiệu tập hợp con để thể hiện mối quan hệ giữa M và Q. Như vậy thì ở đây các em thấy này, tập hợp M thì là 0, 2, 4 gì đó, còn tập hợp Q của chúng ta là 2, 4, 98, chứng tỏ anh nào còn được là con của anh nào. À, chúng ta tập hợp Q là con của tập hợp M, được chưa nào? Câu B. Như vậy thì ta có là tập hợp gì em? Tập hợp Q là con của tập hợp M, hay nói cách khác là tập hợp M nó sẽ chứa tập hợp Q. Xong cái bài 20. Hiểu chưa? Rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu. Chúng ta sẽ đi sang cái bài 21 nha. Chỗ thầy đang gió rất là to em, cơn bão số 3 em ạ, và đổ bộ vào Nam Định, gió rất to. Ta đi sang cái bài 21 em. Cho hai tập hợp R, ở đây là M thuộc N, nghĩa là tập hợp số tự nhiên này, và M nó nằm trong cái khoảng này. Các em lưu ý này, nếu mà nó có dấu bằng ở đây á, nghĩa là cái số 69 này có được lấy không? Nếu có dấu bằng ở đây thì cái số 69 này được lấy luôn nha. Còn nếu nó không có dấu bằng ở đây thì số 69 này không được lấy, các em hiểu chưa? Và đồng thời nó nhỏ bằng là 85, chứng tỏ cái số 85 này được lấy không? Lấy luôn nha. S là N thuộc N, và N nằm trong khoảng từ 69 đến 91, được chưa nào? Viết các tập hợp trên, mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử, dùng ký hiệu tập hợp con để thể hiện. Rồi, rất là dễ ha. Bây giờ thầy sẽ viết câu A này. Ở đây á, tập hợp R người ta cho dưới dạng là theo cách 2, nghĩa là chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp. Nên là bây giờ chúng ta sẽ liệt kê ra, liệt kê ra. Nhưng mà liệt kê chúng ta lưu ý là ở đây nó rất là nhiều phần tử, nên là chúng ta liệt kê này. Ở đây M nó lớn hơn bằng 69, nhưng mà có dấu bằng đây chứng tỏ là chúng ta sẽ lấy luôn 69 này, 70, 71, vân vân đi các em. Không? Ê, cái tay tính sẽ lúc nào cũng muốn thích ngoặt ngay chỗ đây nhỉ. Và cho tới gì? 84. Và cuối cùng ở đây là 80. Tại sao? 85 chứ. Cái tay của thầy bữa nay bị sao nhỉ? Rồi, ok. Hiểu chưa? Ngay chỗ đây có dấu bằng rồi. Nếu chỗ đây không có dấu bằng thì chỉ viết tới 84 thôi. Nhớ chưa? Còn ở đây có dấu bằng chỗ đây thì ngay chỗ đây viết 85 luôn. Ok. Cái tập hợp S tương tự như vậy. Thì chúng ta biết là 69 nè, 70, 71. Ở đây là nhớ lưu ý là 91 này lấy này. Như vậy chúng ta thầy sẽ viết là 90 này, 91, được chưa? Là xong câu A. Câu B này, mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? Như vậy này, để mà tính số phần tử của từng tập hợp, tại vì ở đây chúng ta có thể đếm, nhưng chúng ta không cần đếm luôn, chúng ta sẽ tính luôn nha. Các em sẽ lấy cuối, ở đây là liên tiếp, các số tự nhiên liên tiếp, các em sẽ lấy cái phần tử ở cuối, trừ đầu và cộng thêm một đơn vị, nhớ giùm thầy nha. Như vậy thì ở đây các em ghi giùm thầy là cái số phần tử của cái tập hợp R là như vậy nó sẽ bằng là thầy sẽ lấy 85 trừ 69 cộng thêm 1, được chưa? Như vậy thì ở đây 85 mà trừ cho 69 là bằng bao nhiêu? 16 cộng 1 là bằng 10, có đúng nào? Bằng 17 phần tử. Cái này dễ nên ta sẽ tính nhanh. Còn cái số phần tử của tập hợp S là mọi cổ nha, giờ cứ lo nhìn xuống.
bằng, nhưng mà chúng ta lấy cái cuối trừ cái đầu cộng cho một, ta nhớ cứ liền, nghĩa là cách nhau một đơn vị thì các em sẽ làm như này, còn cách nhau hai đơn vị thì ngay chỗ đây chúng ta phải ngoặc lại và chia hai, nhớ như vậy. Ta lấy 91 trừ 69 cộng thêm 1. 91 mà trừ 69 thì bằng bao nhiêu em? Bằng 22 đúng không? 22 cộng 1 là 23 phần tử. Xong câu B, ta đi sang câu C. Dùng ký hiệu tập hợp con để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp đó. Như vậy thì các em nhìn vào thì các em thấy anh nào là con và nào? R, tập hợp R sẽ là tập hợp con của S. Tại vì sao em? Tất cả phần tử của R nó đều thuộc cái tập hợp S này. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thể hiện luôn là R là tập hợp con của tập hợp S. Xong. Nó đơn giản, nhanh, gọn, dễ hiểu như vậy. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái bài cuối cùng là cái bài 22 các em nhé. Ok. Đây sang bài 22 các em. Bài này trong cái đề thi người ta hay ra lắm này. Nha. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử thì chúng ta phải đếm. Câu A này. Tập hợp A các số tự nhiên x mà ở đây các em thấy 17 trừ x thì bằng 3. Như vậy thì ở đây các em thấy x bằng bao nhiêu mà để nó thỏa mãn là 17 trừ x bằng 3 các em. Như vậy x này phải bằng bao nhiêu? Nó phải bằng 14. Chứng tỏ là cái tập hợp A này, cái số tự nhiên x này thỏa mãn đó chính là số 10. Số 14. Như vậy tập hợp A này có mấy phần tử các em? Là có duy nhất là một phần tử. Được chưa nào? Có một phần tử, em ghi như vậy là người ta sẽ hiểu ngay, được chưa? Tập hợp B. Tập hợp B các số tự nhiên y mà 15 trừ y bằng 16. Như vậy thì ở đây á, ở trong chương trình lớp 6 học kỳ 1 này thì các em chưa học về số nguyên âm, nên là chúng ta chưa thể tìm được cái y nào mà để 15 mà trừ y mà bằng 16 được em. Nếu các em học số nguyên âm thì cái y này sẽ bằng là âm 1 này, nhưng mà các em chưa học nên chúng ta chưa thể kết luận được. Các em hiểu chưa nào? Như vậy chúng ta có thể tìm được cái y này nào hay không? Không. Chứng tỏ cái điều gì các em? Cái tập hợp B này nó là bằng tập hợp rỗng, không có phần tử nào hết. Như vậy thì ở đây là không chứa phần tử nào. Các em hiểu nào? C. Ok. Tập hợp C các số tự nhiên Z mà 13 chia Z bằng 1. 13 chia cho bao nhiêu mà bằng 1 em? Đó chính là cũng bằng 13 luôn. Z này sẽ bằng 13. Như vậy C này nó cái Z là bằng 13. Như vậy có mấy phần tử? Có một phần tử. Câu D. Hiểu nè. Tập hợp D các số tự nhiên T, T thuộc N sao? Nghĩa là T này nó phải khác số 0, nghĩa là bắt đầu tính từ số 1 trở lên các em. Mà ở đây không chia T bằng 0 thì em thấy T này bắt đầu từ số 1 là T có thể là số 1, 2, 3, 4 gì đó, vân vân. Nghĩa là T này là vô số này. Nghĩa là số nào cũng được nhưng mà trừ số 0 ra. Từ 1 cho tới mãi mãi. Các em hiểu nào? Như vậy thì cái tập hợp D này bắt đầu là từ số 1 này, 2 này, 3 này, vân vân. Như vậy cái tập hợp D này là có là vô số phần tử, chúng ta không thể đếm được, có vô số phần tử. Các em hiểu chưa? Đó rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay cho các em ở 3 bài còn lại là bài 23, 24 và 25. Ok, để chưa nào? Như vậy thì trong quá trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và đăng ký kênh, và đồng thời click quảng cáo ủng hộ thầy các em nhé. Đăng ký vào khóa học online, sách bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, học kỳ 2 cũng như là sách nâng cao của học kỳ 1. Thầy quay cũng gần xong rồi các em. Ok, cứ tin tưởng vào thầy nha. Rồi bye bye các em nha.